làm sao mà chú biết được chỗ nào có cái gì nữa chứ? Mình thấy nó. Chọn những ngày mà nước nó nông, mình dễ thấy cá, mình quăng lưới. Đúng rồi, cá thì ở con mé thì nó không có cá lớn, không có cá lớn. Chú đừng có đi trước con thường. Chú đi trước con là chú ra đường chứ. Ở đây là nó có cái khe, ra đó cái cột nó cặn queo à, ra đó thì có đường gói à. Chú bắt đầu ngành ngư dân từ lúc mấy tuổi? Thôi, dạ. 7-8 tuổi là chú đã biết rồi. Thì mình thấy ra thả đó, mình đi thả. Dạ. Cái đầu lưới là ở ngay đây đúng không? Dạ. Là cái phao này nè. Dạ. Chúng ta sẽ đi một vòng từ đây, vòng qua lưới qua bên kia. Rồi, xong rồi vòng lại đây. Xong vòng lại đây. Con cá nào mà từ đó nó bơi qua đây thì nó sẽ bị dính lưới rồi, chú Tâm sẽ đi qua đây. Chính xác. Dạ, chú, bao lâu thì mình sẽ kéo lưới vô lại chú? Cái này cả 15 phút thôi. 15 phút hả? Cả 15 phút hả? Thu về. Thu đó. Về đây. Rồi, cầm hai mắt nè. Thu về. Dạ. Chú sẽ kéo lưới cho nó dễ là chút dạ. Ha. Rồi. Con thấy nghề đánh bắt cá siêu khó. Khó không? Siêu khó. Siêu khổ hả? Ở này có cá rồi nè. So với thường ngày giờ là ít hay nhiều anh? Giờ là ít, tại vì thường bữa là đánh cá nó nhiều lắm. Thủ chú nào? Con tổng 22 con ha. Hôm nay biển nó động nên cá nó ít lắm. Vậy là chiều nay mình đi cầu yêu bắt ốc ha. Hãy ước mơ cho đẹp tuổi thơ này, bạn và em giấc mơ cùng bay. Bao gian lao ngay từ khi bắt đầu, làm sao ước mơ được chạm cánh. Làm sao sau gì đủ chứ chú? Chưa. Hả? Còn đây nè, nó bắt thằng cào nhiều không? Ồ, hay à. Con lấy con cào sao được, con kêu bự vậy coi. Hai ký mấy luôn đó. Nghĩ ra. Cả đúng rồi con hết cả. Cho dù khó khăn nhiều trên con đường đến muôn vì sao. Ngày hôm nay em cũng sẽ bắt đầu. Chú cảm ơn, không biết. Không biết. Hành trang em cũng mang theo những ước. Wow. Hướng dẫn cho chú đã chỉ dẫn cho con này đánh bắt cá và mòn nghêu. Mòn nghêu. Rồi dùng con nào. Chị Tường Vi chắc chắn rằng đây sẽ là một kỷ niệm mà bạn Thiên Chương sẽ không bao giờ quên. Từ cuộc sống và công việc vất vả của người ngư dân thì các em đã hiểu là để có được những con tôm, con cá hoặc con ghẹ cho bữa ăn ngon của mọi người thì các bác ấy đã đổ không biết bao nhiêu giọt mồ hôi vất vả rồi. Chúng ta hãy biết trân trọng và biết ơn các cô chú đã làm nghề này nha. Còn bây giờ thì thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Chị Tường Vi xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau nha. Xin chào. Chớp cây ngước mắt tuổi thơ. Sha la la la.